Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm cho bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bởi bài tập toán lớp 4, bài 158 nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xin thích quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Hôm nay mình sẽ ôn tập về biểu đồ nha. Trước hết là câu số 1. Nhìn vào biểu đồ dưới đây, hãy phân vào chữ trước câu trả lời đúng nha. Số hình có 4 tổ đã cắt được. Như vậy mình thấy là tổ 1 cắt được hai hình vuông, hai hình chữ nhật. Tổ 2 cắt được hai hình tam giác và một hình vuông. Tổ 3 cắt được một hình tam giác và hai hình vuông. Tổ 4 cắt được là một hình tam giác, một hình vuông và hai hình chữ nhật, đúng không? Giờ câu A người ta hỏi cả 4 tổ cắt được. Như vậy mình thấy là cả 4 tổ sẽ cắt được bao nhiêu hình thì mình sẽ đếm nha. Tổ 1 cắt được 4 hình, đúng không? Tổ 2 là 3. 4 cộng 3 là 7. Tổ 3 được 3 nữa là 10. Tổ 4 thêm 4 nữa sẽ là 14. Như vậy là cả 4 tổ cắt sẽ được là 14 hình. 14 hình chính là đáp án nào? Chính là đáp án B, đúng không? Giờ câu B, tổ 1 cắt được nhiều hơn tổ 2. Như vậy tổ 1 đây, đúng không? Tổ 1 cắt được 2 hình vuông, 2 hình tam, 2 hình chữ nhật. Còn tổ 2 thì cắt được là hai hình tam giác, một hình vuông. Như vậy là mình thấy câu nào đúng? Tổ 1 cắt được 4 hình, tổ 2 cắt được 3 hình. Như vậy có nghĩa là tổ 1 sẽ cắt nhiều hơn tổ 2 một hình. Như vậy là đáp án A đúng, đúng không? Còn đáp án B là nhiều hơn hai tam giác là không đúng, đúng không? Tổ 1 không có hình tam giác. Và câu C là hai hình vuông, như vậy là đây là hai, đây là một, thì chỉ nhiều hơn một hình vuông chứ không phải là hai hình vuông. Như vậy là chỉ có đáp án này là đúng nha. Tiếp theo là câu C, tổ 2 cắt được hai hình tam giác và một hình vuông, như vậy là nhiều hình tam giác nhất, đúng không? Như vậy là câu C mình sẽ chọn đáp án ngay luôn, đúng không? Tổ 2 cắt được nhiều hình tam giác nhất nhé, đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu 1, câu số 1 mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nhé. Giờ tiếp theo là câu số 2, một cửa hàng trong tháng 10 bán được 3.250 mét vải. Tháng 11 bán được 2.500 mét vải và tháng 12 bán được 3.500 vải mét vải luôn. Hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây nhé. Như vậy mình có là tháng 10 bán được 3.250 mét, đúng không? Như vậy là đây là số tháng, mình lại để là tháng 10 bán được là 3.250 thì mình để số trên đây là 3.250 nhé. Tiếp theo là tháng 11 bán được 2.500, đúng không? Giờ tháng 11 mình để số kháng đây là tháng 11 này. Ở trên đây là 2.500 ở trên đây nhé, đúng này. Tiếp theo là tháng 12 bán được 3.500, đúng không? Như vậy là tháng 12, số 12 để trên đây và số 3.500 mình sẽ để trên đây. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nhé. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 nhé. Giờ tiếp theo là câu số 3. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời các câu hỏi sau. Giờ mình sẽ xem biểu đồ trước nha. Giờ như vậy là năm 2010 có tất cả là 6 lớp. Đây là biểu đồ số lớp 1 của trường tiểu học Hòa Bình, đúng không? Năm 2010 và 2011 thì số lớp 1 là 6 lớp. Sang năm 2011 và 2012 thì 5 lớp. 2012 và 2013 là 7 lớp. Sang năm học 2013-2014 sẽ là 6 lớp.
Giờ tiếp theo là câu tay A, người ta hỏi là số lớp 1 của trường tiểu học Hòa Bình năm 2012 năm 2013 nhiều hơn năm học 2010-2011 là bao nhiêu lớp nhé. Giờ như vậy là năm 12-13 đây là 7 lớp, còn 10-11 thì chỉ có 6 lớp thôi. Như vậy có nghĩa là nhiều hơn một lớp đúng không? Giờ như vậy là mình trả lời câu A chứ nhé. Giờ số lớp 1 của trường tiểu học Hòa Bình năm học 1 lớp đúng không ạ? Giờ tiếp theo là câu B, năm học 2013 và năm học 2014 mỗi lớp 1 có 30 học sinh, hỏi trong năm học đó trường tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp 1? Giờ như vậy là mình sẽ năm 2013-14 thì tất cả là 6 lớp mà mỗi lớp có 30 học sinh. Giờ như mình trả lời câu B. Giờ năm 5 học 2013-2014 trường tiểu học Hòa Bình như vậy là giờ như vậy mình sẽ lấy 6 nhân 30 sẽ là 180 đúng không? Như vậy 180 học sinh lớp 1 nhé. Đúng. Giờ câu C, năm học 2011-2012 mỗi lớp 1 có 35 học sinh, hồi năm học đó có trường có hơn năm 13-14 bao nhiêu học sinh lớp 1 nhé. Giờ như vậy trước hết mình sẽ tính số học sinh lớp 1 của năm 2011-2012. Giờ sau đó mình mới biết là ít hơn năm 2013-2014 bao nhiêu lớp 1 đúng không? Giờ trước hết mình sẽ tính giờ như giờ năm học 2011-2012 trường tiểu học Hòa Bình giờ như vậy là năm 2011-2012 thì có 5 lớp đúng không? Mà mỗi lớp có 35 học sinh, như vậy mình sẽ lấy 35 nhân 5 thì sẽ là 175 học sinh đúng không? Lớp 1. Giờ như là
Như vậy là năm này sẽ ít hơn năm này là năm học sinh đúng không? Giờ như mình trả lời nhé. Giờ như gì câu C mình trả lời là năm học 2011-2012 trường tiểu học Hòa Bình có ít hơn năm học 2013-2014 là năm học sinh lớp 1 đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy thầy giảng dạy hiệu quả nó hết, chia sẻ cho bạn cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.